Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Bên cạnh đó, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ. Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 36 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.